Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Hãng tin RT, đài Sputnik cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích quyết định trên nhằm đáp trả những tuyên bố thù địch của các quan chức hàng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nga đang mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine. Chiến dịch này hiện bước sang ngày thứ tư. Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tại Moscow, Tổng thống Putin nhấn mạnh giới chức cấp cao của các nước đứng đầu NATO đang có những tuyên bố mang tính gây hấn đối với đất nước chúng ta. Do đó, tôi ra lệnh Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng đặt các lực lượng răn đe hạt nhân Nga vào trạng thái chiến đấu đặc biệt. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu sau đó đã tiếp nhận mệnh lệnh của ông Putin. Tổng thống Nga trước đó cho biết các biện pháp trừng phạt đối với Nga là trái pháp luật. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích dẫn lưu ý của Bộ Quốc phòng Nga rằng các lực lượng chiến lược được thành lập với mục đích ngăn chặn sự xâm lược Nga và các đồng minh đánh bại những kẻ xâm lược và trong cuộc chiến có sử dụng vũ khí hạt nhân.